Xin được mến chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia do Cổng Thông tin Tư vấn Sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện phối hợp cùng với Liên chi hội hẹn dẫn miễn dịch lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị khán giả kính mến, ở chủ đề lần trước thì chúng ta đã được cùng trò chuyện với một vị chuyên gia có một tình yêu rất là lớn đối với trẻ con. Và ở trong chủ đề đó là hen suyễn ở trẻ thì có nguy hiểm không, thì có một chi tiết đó là chúng tôi đã hứa với quý vị là chủ đề lần sau thì cũng sẽ chia sẻ kỹ với quý vị hơn về việc mà chúng ta phân biệt giữa hen và những bệnh khác, cũng như là hen và song hành với viêm mũi dị ứng thì được xử trí cũng như điều trị như thế nào. Và giữ lời hứa với quý vị, thực hiện chủ đề lần này xin được giới thiệu, chúng ta sẽ cùng đồng hành với chủ đề tên gọi là hen viêm mũi dị ứng ở trẻ em xử trí như thế nào. Đồng hành cùng quý vị xin được trân trọng giới thiệu có bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Thị Kim Huyên, là trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh và là giảng viên Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, hiền thông xin được mến chào bác và rất cảm ơn bác vì đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Mến chào hiền thục và xin kính chào quý vị khán giả. Dạ, thưa bác sĩ Kim Huyên, đầu tiên thì xin được hỏi bác sĩ là hen suyễn và viêm mũi dị ứng đều liên quan đến phản ứng của cơ thể với môi trường của chúng ta. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là tỷ lệ trẻ bị hen mà song hành cùng với viêm mũi dị ứng thì có nhiều không ạ? Câu hỏi này thì mình nó hơi rộng và lớn. Là vì sao? Không phải riêng ở Việt Nam mình mà trên toàn thế giới luôn. Người ta có một cái tỷ lệ rằng những người mà bị hen á thì khoảng 80% người bị hen sẽ có mắc viêm mũi dị ứng đi kèm. Còn những người mà bị viêm mũi dị ứng đơn thuần thôi thì đã chiếm, đối với trẻ con là đã chiếm tới 40% rồi. Và như vậy thì cái tỷ lệ đó đáng lo ngại, đúng không ạ? Thậm chí rằng người ta làm một cái sơ đồ trên toàn thế giới thì cứ mỗi một cái xứ quốc gia, cái tỷ lệ hen và viêm mũi dị ứng gần như 1-2 vậy đó. Thí dụ như là tỷ lệ của hen với viêm mũi dị ứng ở Việt Nam của chúng ta thì có thể sẽ có một cái chương trình quốc gia để mà chúng ta khảo sát hết những dân chúng bình thường xem có bị mắc hay không, để hỏi lại cái bệnh sử để chúng ta có một cái tỷ lệ đó. Nhưng mà nếu như mà chúng ta thấy cái tỷ lệ nó là một con số thì thử nghĩ nha, chúng ta có bao giờ hỏng hắt xì không? Dạ. Mình hắt hơi, át xì đó. Vậy thì nghe cái câu át xì này có vẻ nó liên quan đến mỗi người chúng ta, đúng không ạ? Dạ. Và như vậy thì cái viêm mũi dị ứng coi chừng nó gần gần chúng ta. Thì như vậy thì đó là một cái tỷ lệ đáng lo ngại nếu mà mấy ông nhỏ của mình có thêm cái câu chuyện bị hen. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, ở chủ đề lần trước khi mà chia sẻ về hen thì chúng ta có thể rõ ràng nhận thấy là một bạn nhỏ nào đó khi mà mắc hen thì rất là nhiều vấn đề xoay quanh được đặt ra, khiến cho bạn ấy mệt mỏi, rồi việc xử trí cũng như là khi mà nào thì cần thiết phải đưa đến cơ sở y tế và rất là nhiều những khía cạnh khác. Vậy với một bạn nhỏ mà vừa bị hen vừa bị viêm mũi dị ứng thì liệu có nguy hiểm không ạ? Câu hỏi nghe là đã muốn hết hồn. Vì sao? Hen là cái đường hô hấp dưới, còn viêm mũi dị ứng là cái đường hô hấp trên. Nghĩ sao mà nghẹt ở trên, nghẹt ở dưới luôn, sao ta thở? Đó, thấy như vậy là thấy đã lo lắm rồi. Cho nên một bạn nhỏ của mình mà vừa bị lên cơn hen mà lại đang trong cái tình trạng bị viêm mũi, nghẹt mũi thì đó là một cái câu chuyện khổ sở vô cùng. Giống như là ai đó bóp mũi không thể thở được nếu xảy ra cùng một lúc. Và như vậy chắc chắn là nguy hiểm sẽ nhiều hơn nếu chỉ là hen đơn thuần hoặc là bị viêm mũi dị ứng đơn thuần. Và như vậy nếu phối hợp lại thì mức độ nguy hiểm về bích tắc đường thở sẽ tăng lên gấp đôi. Vì sao? Khi chúng ta bị nghẹt mũi là chúng ta đã khó thở lắm rồi, bây giờ thêm co thắt đường thở nữa thì lấy gì không khí ra vào trong cơ thể của mình, ra vào được cái phổi của mình như bình thường được. Và như vậy nếu không có oxy vào trong cơ thể thì toàn bộ các tế bào trong cơ thể, toàn bộ các cơ quan trong cơ thể, và cơ quan đầu tiên sẽ bị ảnh hưởng đó là não bộ của chúng ta. Mọi người có thể tưởng tượng nếu chúng ta bóp mũi trong vòng 3 phút, não mình chịu không nổi. Vì như vậy cho nên đó là vấn đề sống còn của một bạn nhỏ nếu như bạn đó vừa bị hen vừa bị viêm mũi dị ứng. Dạ,
Dạ thưa bác sĩ Kim Huyên, vậy thì lúc này một câu hỏi được đặt ra là việc điều trị có khó khăn không ạ? Đối với cái câu chuyện điều trị đã là vô cùng khó khăn. Vì bản thân cái câu chuyện chẩn đoán viêm mũi dị ứng cũng đã là khó khăn rồi. Dạ. Chứ không thể nào mà nói là không khó khăn. Và như vậy thì đến cái câu chuyện điều trị, chúng ta phải vừa điều trị cái mũi, vừa điều trị cái hen. Và như vậy phải là câu chuyện gấp đôi công việc mà lại phải cùng đồng thời. Nên khó là điều, chuyện gì mà nó xảy ra vừa một lúc chuyện này chuyện kia thì chúng ta phải có cái cách để mà chúng ta làm hai cái câu chuyện nó cùng đồng thời mà vẫn phải được hiệu quả giống nhau. Dạ, dạ thưa bác sĩ, một điều ở đây được xảy ra đó là khi mà các bậc phụ huynh đặt câu hỏi thì các bậc phụ huynh sẽ hỏi một điều rằng là trẻ bị hen rồi lại cộng thêm là viêm mũi dị ứng nữa. Vậy liệu rằng là con tôi có thể là bị dị ứng thức ăn hay là bị dị ứng những cái loại phấn hoa hay này kia vân vân nữa không ạ? Một câu hỏi rất là hay và nó nằm vô trong một cái chuỗi của cái câu chuyện gọi là dị ứng. Thì bây giờ chúng ta nói về cái câu chuyện viêm mũi đi. Mọi người nhìn thấy cái mũi ha. Bình thường á, chúng ta vẫn hít vào, thở ra một cách rất tự động. Do não mình nó điều chỉnh tự động. Ai mà cái tự động đó hết là xong. Vì vậy cho nên cái chuyện đó tự động đến mức mà chúng ta xem thường rằng hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Nhưng mọi người thấy rằng cái mũi của chúng ta có rất là nhiều lông. Và cái mũi của chúng ta thì nó ẩm. Vì sao? Ở trong đó có lông, có niêm mạc mũi. Để làm gì? Để chặn cái vật lạ, chặn mọi cái thứ gọi là cơ thể mình không chấp nhận. Chỉ cho một thứ duy nhất, đó là oxy vào. Và khi oxy vào thì nguồn oxy ở ngoài không khí là lạnh được đưa vào trong mũi. Mũi sẽ có một hệ thống sưởi ấm trước khi vào phổi. Rồi mũi lại làm ẩm đi. Rồi mũi lại lọc chất bụi đi. Cho nên khi hít vào trong phổi, chúng ta sẽ có một nguồn oxy trong lành, ẩm và ấm, chứ không có lạnh. Và như vậy đó là chức năng rất bình thường của cái mũi chúng ta. Còn một cái hay nữa, lỡ có câu chuyện gì đó nghẹt cái mũi bên trái, cái mũi bên phải làm việc liền, làm việc li lị liền. Xong một tí ảnh đổi sang cái mũi bên phải, ảnh nghẹt để ảnh xài cái anh mũi bên trái. Hay không? Tự nhiên luôn nha. Cho nên cái mũi của chúng ta thần kỳ, tuyệt vời. Mà nở làm sao nó lại bị nghẹt. Cho nên điều quan trọng nhất đó chính là mang được một nguồn oxy tươi, nguyên chất, thơm tho, trong lành vào trong phổi. Thì cái mũi chúng ta làm việc vô cùng quý vị. Nghĩ sao mà lại bị viêm mũi dị ứng? Vậy thì chữ viêm mũi và chữ dị ứng nó có hai phần. Một phần gọi là viêm mũi và một phần gọi là dị ứng. Vậy thì tất cả mọi người khi achi, vậy là bị dị ứng không? Khác nhau ở chỗ. Khi mà chúng ta chảy nước mũi nè, rồi chúng ta achi nè, tiếng dân gian mình kêu là nhảy mũi đi. Chảy nước mũi, một chữ N. Nhảy mũi, một chữ N nữa là hai chữ N. Ngứa mũi, quẹt, mấy ông nhỏ, lặt cái mũi, lặt qua lặt lại, chà tới chà lui, là ngứa mũi, ba chữ N. Chữ N thứ tư là nghẹt mũi, gồm lại bốn cái chữ N dễ nhớ, dễ thuộc, là viêm mũi. Vậy ai có đủ bốn chữ N là viêm mũi. Nhưng còn muốn dị ứng thì tiếng chuyên môn sẽ dựa là qua trung gian một cái chất miễn dịch người ta gọi là IgE. Đó là một immunoglobulin, một anh quân đội, một anh binh lính bảo vệ cơ thể của mình. Thì qua cái đó mới được gọi là chữ dị ứng. Cho nên một người có 4 triệu chứng đó rồi thì chúng ta chỉ mới được nói viêm mũi thôi. Còn dị ứng là phải qua trung gian IgE nữa. Vậy thì cái đó là chuyên môn bác sĩ. Sao tôi biết con tôi có bị dị ứng không? Thật sự ra có một chiêu. Nhìn cái mặt ảnh có lát sữa hồi nhỏ. À, ảnh có tiền sử viêm da cơ địa nè. À, ba mẹ bị hen nè. Vậy là ảnh có tiền sử gia đình có cơ địa.
và yếu tố cơ địa dựa trên cái tiền sử mà chúng ta hỏi ba mẹ, hỏi bạn nhỏ dị ứng thức ăn mà hồi nãy MC Hiền Thục hỏi đó, thì cái đó là dị ứng thức ăn, là hồi xưa ảnh bị đi, thì bây giờ cộng với viêm mũi ra chính cái chữ viêm mũi dị ứng. Vậy được chưa? Vậy thì chúng ta có viêm mũi dị ứng và có viêm mũi không dị ứng. Nghĩa là nhà không có ai bị, con cũng không có bị, con cũng không có chạm, không có viêm da, không có dị ứng đồ ăn gì hết. Vậy tại sao con bị? Vậy thì có cái viêm mũi dị ứng và viêm mũi không dị ứng. Hôm nay chúng ta sẽ nói về, chỉ nói về viêm mũi dị ứng. Vậy thì dị ứng mà hồi nãy MC Hiền Thục có nói đó, thì như vậy ăn cái gì có bị viêm mũi dị ứng không? Thì nó có khác nhau tí xíu. Cái mũi là chỗ hít chứ, nó đâu có ăn đâu. Mà sao ăn nó bị? Không phải, mình ăn là mình truyền cái chất dị ứng vào trong cơ thể. Và như vậy thì chúng ta để sẵn một cái cơ hội viêm tiềm tàng ở trong cơ thể. Như vậy chúng ta hít một cái dị nguyên, cơ thể mình nó hay cái chỗ này nè, hít lần đầu không bao giờ bị dị ứng. Nhưng mình lại có mấy ông thuộc bài hay lắm, vừa hít một cái vô cái ông nhớ, à cái thằng này bậy bạ nè, cái ông thần này là bị bệnh nè, lạ nè, cái ảnh nhớ, ảnh nhớ anh để đó. Lần sau ông đó xuất hiện là ảnh sẽ tạo ra cái mà hồi nãy mình gọi là IgE đó. Nên trong cái cơ thể mình, thầy thuốc sẽ gọi là miễn dịch nhớ, giống giống như chích ngừa, nhớ không? Chích ngừa chích lần nữa, chích lần nữa, chích lần nữa mới nhớ. Chứ không, chưa tạo được quân đội. Lần thứ hai bắt đầu tạo quân đội miếng, lần thứ ba, thứ tư tạo đủ quân đội. Thì bây giờ mấy ảnh cũng tạo quân đội giống vậy. Thì dị ứng chính là một cái hiểu đơn giản như vậy. Thì lần sau bạn ấy hít vô đúng cái dị nguyên thì bạn đó sẽ bị viêm mũi dị ứng. Mà muốn hít dị nguyên, vậy thì cái gì mà hít gọi là chất dị nguyên, là chất gây dị ứng, nó sẽ có trong không khí. Thí dụ như bụi nè, lông chó, lông mèo nghe, mấy bạn mà chơi thú cưng coi chừng nghe. Bụi sẽ có mấy con mạt nhà, bụi có rất là nhiều ở xứ mình, lông chó, lông mèo, phấn hoa, nghĩa là cái gì bay. Và chúng ta còn có gì nữa? Nấm mốc. Cái trần nhà mà đen đen, ẩm ẩm, đó, mấy ông nấm mốc bay. Máy lạnh không được xử lý đàng hoàng, định kỳ, nấm mốc chui vô đó. Và những cái thành phần bay đó chính là nguyên nhân gây ra, hoặc là mùa phấn hoa. Thì như vậy sẽ kích thích cái niêm mạc mũi, làm cho niêm mạc mũi viêm và chạy dài cái đường niêm mạc. Bây giờ mình bắt đầu mình hít thử ở nhà, hít vô. Hít một phái từ mũi vô tới phổi, đúng không? Vậy thì mũi và phổi là một đường thở. Một đường thở, mình hít cái gì mà nó không chịu là nó viêm cái mũi, nó viêm luôn cái phế quản. Vậy có phải vừa bị viêm mũi dưỡng mà còn bị hen luôn. Cho nên người ta gọi là bệnh lý một đường thở. Nên những người viêm mũi dị ứng, chỉ viêm mũi dị ứng đơn thuần thôi, 5-7 năm sau, một ngày nào đó trong cuộc đời, khoảng chừng 50-60% dân số mà bị viêm mũi dị ứng không, sẽ khởi phát cơn hen. Vậy tại sao chúng ta không chăm sóc cửa ngõ của chúng ta? Chứ đừng nói một đứa nhỏ đã sẵn hen, thì 80% những người bị hen dễ đã bị viêm mũi dị ứng rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu câu chuyện đó, nó thành một cái vòng. Nếu chúng ta chỉ biết chăm hen thì chúng ta sẽ bỏ sót cái mũi chuyên môn trực chờ hít vô bị viêm, hít vô bị tiếp. Vì vậy chúng ta phải chăm hen, chúng ta phải chăm luôn viêm mũi dị ứng. Cho nên đó là một câu chuyện mà hai nhiệm vụ phải cùng hoàn thành. Dạ, dạ xin được cảm ơn bác sĩ ạ. À. Dạ thưa quý vị khán giả kính mến, có thể thấy là 80% một con số đáng báo động. Vì vậy là đặc biệt các bậc phụ huynh nào mà các bạn nhỏ trong gia đình của chúng ta mà đã mắc bệnh hen rồi thì chúng ta nên lưu ý chăm sóc cũng như là để ý tới trẻ nhiều hơn. Và đặc biệt là mỗi khi đi ra đường thì chúng ta cũng nên có những phương tiện bảo hộ như thế nào để có thể phòng bệnh cho trẻ một cách tốt nhất. Dạ thưa bác sĩ Kim Huyên, nhiều bậc phụ huynh hỏi bác sĩ rằng là ở tại nhà của họ thì liệu rằng là có thể thực hiện phương pháp phun khí dung cũng như là rửa mũi tại nhà nếu như trẻ vừa bị hen lại vừa bị viêm mũi dị ứng nữa, và tôi nên làm như thế nào là đúng nhất ạ? Câu hỏi rất là thường kỳ, rất là gọi là thường gặp trong các ngôi nhà của các bậc phụ huynh.
khi có con bị mắc bệnh ho sổ mũi. Bây giờ thì chúng ta có khả năng, cho nên cái phương tiện mà chúng ta có thể trang bị như là cái máy sông khí dung ở trong nhà thì gần như là mọi người có khả năng câu chuyện đó. Nhưng mà chúng ta phải trước mắt là chúng ta phải xem rằng là đứa nhỏ của mình có thật sự bị viêm mũi hay không ha. Thì có rất là nhiều những cái câu chuyện xung quanh cái viêm mũi, thì thật sự ra không phải ai cũng nhìn ra được con mình bị viêm mũi đâu. Tại vì đứa nhỏ của mình nó hay bị ách xì, cho nên mình thấy đâu có bình thường mà. Thậm chí bạn ấy cũng không có ách xì, sao bác sĩ nói con tôi bị viêm mũi? Thì đầu tiên đứa nhỏ phải được bác sĩ nói rằng viêm mũi dị ứng cái đã. Thì lúc đó chúng ta sẽ nói tới cái câu chuyện chúng ta sẽ sử dụng phương tiện như thế nào. Thì như vậy, đầu tiên quý vị phải nên xem coi con mình có hay không. Có những dấu hiệu rất là kín đáo. Mà tại sao bác sĩ khi vừa nhìn con một phát thôi là đã nói con bị viêm mũi dị ứng là vì sao? Tôi xin lỗi quý vị khán giả, cái mặt của tôi sẽ biểu diễn một số cái hình ảnh không được đẹp. Nhưng tôi hứa là tôi sẽ cho quý vị một hình ảnh trên Atlas của mắt các bạn nhỏ rất là rõ ràng. Là vì cái những cái câu chuyện này lại là những cái bí mật mà do hàng ngày chúng ta thấy con mình rồi thì chúng ta lại xem rằng đó là một cái tật của bạn đó. Thí dụ, nhích cái mũi. Đó, là anh ngứa mũi. Hoặc là anh làm vậy nè. Đó, là anh ngứa mũi. Hoặc là anh chấp mắt lia lịa cái mình nói nó bị cái tật. Hoặc là ổng lấy cái tay, mà mấy ông thằng nhỏ này á mệt lắm, mỗi lần ngứa là ổng lấy cái tay ổng quẹt từ bên đây qua tới bên kia, quẹt tới quẹt lui én lên một phát vậy nè, ngứa mũi chịu không nổi mà ngứa nhẹ. Cho nên khi mấy bạn lật cái mũi lên thì vô tình nó sẽ tạo được một cái lằn trên mũi. Và thầy thuốc sẽ phát hiện cái lằn trên mũi do nhiều lần ảnh yển cái lỗ mũi ảnh lên. Và chúng tôi gọi đó là lời chào dị ứng. Nên thấy bạn nhỏ nào có một cái lằn trên mũi là do thường xuyên ảnh yển lên vậy mà. Rồi ảnh lặt cái mũi ảnh, ảnh ngứa mũi, mũi đỏ lên, chảy mũi. Và ảnh quẹt đến mũi và mắt, mắt cũng sưng đỏ lên luôn. Và như vậy thì người ta gọi là viêm mũi và viêm kết mạc mắt dị ứng. Và nhiều đứa nhỏ, chúng ta chỉ cần xử lý cái mũi thôi thì cái con mắt cũng bớt theo. Cho nên bạn ấy vừa quẹt mũi, vừa ngứa mũi, hóc mũi và có khi ngủ mấy bạn đó lại vô thức gãi mũi. Quý vị tưởng tượng coi cái niêm mạc mũi tôi nó mỏng lét vậy nè. Bạn nào càng nhỏ càng mỏng, càng mong manh dễ vỡ mà anh chơi, nguyên lỗ tai mũi, ngón tay anh vô, anh gãi cho anh đỡ ngứa thì anh chảy máu luôn. Và có khi có bạn nằm ngủ một đêm sáng ngày cái áo gối ướt sũng máu, mẹ hoảng sợ bưng chạy tới bệnh viện ngay. Mà chẳng qua là ảnh gãi cho ảnh đã ngứa, nhưng mà gãi vô thức có quý vị. Nghĩa là nó ngứa ghê lắm luôn, rất là tội. Nhưng cái ngứa nó còn chưa kinh khủng bằng cái nó ngạt. Ảnh đâu có thở được đâu quý vị. Và khi ảnh không thở được, ảnh sẽ có khuynh hướng thở bằng miệng. Và thở bằng miệng thì ban đêm ảnh sẽ há cái miệng ảnh ra. Và vì ảnh là con nít cho nên cái sụn hàm và cấu trúc của xương mặt còn rất là thơ ngây. Nên ảnh há kiểu nào là nặng tượng kiểu đó luôn. Cho nên cái mặt ảnh lâu ngày sẽ dài ra, biến dạng xương hàm, lệch khớp cắn. Và như vậy cái mặt ảnh cứ dài dài ra. Tụi tôi hay gọi đó là vẻ mặt của viêm mũi dị ứng. Thì như vậy rõ ràng là ban đêm ngủ không được do há miệng thở, làm tê liệt cái mũi luôn, là vì há miệng thở thường xuyên đã làm mất cái chức năng mà vô cùng tuyệt vời của cái mũi rồi, chuyển qua bằng thở miệng. Có một số bạn vĩnh viễn không biết thở bằng mũi luôn, phải dạy lại cái cách thở bằng mũi. Và như vậy khi chúng ta hít bằng miệng thì tất cả dị nguyên sẽ đi vào sạch trong cơ thể. Thì như vậy chúng ta thấy rằng để đầu tiên hết chúng ta nên xem về cái viêm mũi dị ứng với những cái nét đơn giản như vậy mà quý vị phải để ý tới con. Và những bạn vừa viêm mũi vừa viêm kết mạc mắt sẽ có một cái lằn ở dưới mi mắt dưới, người ta gọi là đường Denine mọt gân. Thì những cái bạn này rất là kín đáo và có một cái quầng thâm ở dưới mắt mà mẹ bảo sao nó không có thức đêm gì hết trơn mà nó đen thù lùi vậy bác. Đó, đó những dấu hiệu vô cùng kín đáo mà chúng ta lại không biết rằng con mình đã bị tái tới tái lui trên một cơ địa dị ứng để mà viêm mũi.
Vậy thì bây giờ chúng ta biết viêm mũi rồi, bác sĩ chẩn đoán viêm mũi rồi, mà bác sĩ chẩn đoán viêm mũi dị ứng, thì bây giờ chúng ta mới được quyền điều trị. Cái điều trị đầu tiên nghĩa là chúng ta phải loại cái dị nguyên làm kích thích niêm mạc mũi, đúng không ạ? Thì mình có mạc nhà, có bụi bặm, có phấn hoa, có lông thú, lông mèo, thì những đó gọi là yếu tố khởi phát viêm mũi dị ứng. Cũng chính những cái yếu tố này khởi phát cơn hen. Vì vậy chúng ta phải dọn dẹp nhà cửa. Nhưng bụi là một vật thể bay, nên nếu chúng ta quét thì nó chỉ di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Chúng ta phải lau bằng một cái vải ấm rồi sạch sẽ và làm cho nhà cửa thông thoáng, được không khí trong lành. Giống như là sáng mình mở cửa ra cho không khí mới ùa vào phòng. Và máy lạnh cũng được xử lý định kỳ. Và như vậy thì chúng ta tạo một nguồn không khí trong lành cái đã. Rồi, bây giờ thì lông thú, lông mèo. Để ý giùm tôi một cái, mùa này mấy bạn thích mấy con pet lắm. Mấy con pet ôm ghiền, không có, không ngủ. Cho nên mấy con đó phải được xử lý. Phải giặt giũ định kỳ, bỏ vô máy giặt. Và một điều nữa, mấy con mạc nhà là cái con không nhìn được bằng mắt thường. Nó lại nằm ở trong bụi. Bụi ở trên kệ sách, bụi trong tủ áo, bụi ở những cái nơi mà chúng ta ít đụng tới sẽ bay ra. Bụi mạc nhà nằm trong ở mấy con thú cưng, nằm ở trên cái giường nệm của chúng ta. Đến đêm mấy anh này sẽ bò ra ăn cái da của mình. Và như vậy nó để lại những sản phẩm gây dị ứng. Cho nên chúng ta phải làm sạch nhà cửa và làm trong sạch cái môi trường của chúng ta bằng những cách xử lý đặc biệt cho những cái này, kể cả giường chiếu của mình nữa nghe. Thì đó là những bụi mạc nhà, phấn hoa, mấy con thú cưng sẽ làm khởi phát lên viêm mũi. Thì như vậy chúng ta ngăn yếu tố khởi phát. Ngăn cái này hơi bị khó, không là một phương pháp lý tưởng. Nếu chúng ta làm được tốt thì chúng ta sẽ không có. Nhưng bù lại, sau khi bác sĩ nói với bà mẹ rằng chúng ta làm sạch nhà cửa, không để bụi bặm, thế là bà mẹ treo hết tất cả các màn lên, che chắn lại mọi thứ trong nhà cho không có bụi, không đủ thứ, cũng không phải cách. Chúng ta cần một môi trường thông thoáng, mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà, mở cửa ra cho nguồn không khí tươi mát vào trong nhà. Và như vậy cái phổi của chúng ta sẽ được hít không khí trong lành, chứ không phải là trong một cái bức tường và đầy đủ những cái phương tiện, nhưng đầy nắm mốc và tù không khí. Thì như vậy chúng ta sẽ tạo cho một cái môi trường của cái mũi không bị bị viêm mũi. Một cái nữa là cái mũi của mình và cái đường thở, như hồi nãy mình nói mình hít nè, là vừa mũi vào luôn tới phế quản. Cái niêm mạc mũi và niêm mạc phế quản lại gần gần giống nhau. Cho nên khi chúng ta làm viêm mũi thì nó cũng sẽ tạo ra những cái chất người ta gọi là hóa chất trung gian gây viêm ở mũi. Hóa chất đó cũng tương tự như hen trong cái phế quản. Cho nên khi viêm mũi thường xuyên nó cũng sẽ khởi phát hen luôn. Cho nên nếu cái mũi viêm mũi càng nặng thì hen cứ thế theo đà. Người ta đã làm nghiên cứu, khi người ta đưa một cái dị nguyên vào trong mũi thì bạn nhỏ sẽ ách xì, sổ mũi, chảy mũi, ngạt mũi, ngứa mũi, thì lập tức chức năng phổi giảm xuống ngay lập tức. Nó gọi là pha sớm, pha muộn, chỉ vài phút thôi. Chúng ta vừa hít vào thì chúng ta bị ngay. Nhưng chúng ta hít thường xuyên thì đến một thời gian, tính bằng tháng, vài tháng sau vẫn bị cái đó lặp lại, thì đến lần sau nó gọi là pha muộn. Thì lúc đó cơ thể mình đã tiết ra cái chất gọi là hóa chất trung gian rồi. Thì lúc đó cơ thể của mình lại xuất hiện nên cơn sổ mũi, nghẹt mũi nữa. Và lúc đó chức năng đường thở lại sụt giảm. Và cứ như thế, chức năng đường thở là nằm ở trong phổi. Cái mũi ở trên mồi bằng triệu chứng nằm ở trong hen. Và như vậy liên hoàn làm cái mũi vừa nghẹt. Và như vậy chúng ta khó lòng mà thoát ra. Cho nên chúng ta hiểu như vậy, cái phần nói nó hơi khó một chút với quý vị. Nhưng đơn giản là chúng ta nói ở ngoài cổng mà dơ là trong nhà dơ chắc. Cho nên chúng ta phải làm sạch cổng, bảo vệ cái cổng đẹp đẽ thì trong nhà nó sạch theo. Cho nên chúng ta phải làm sạch như vậy. Và chúng ta bảo vệ cái cổng thì không có tên trộm nào chui vô nhà được.
thì như vậy trong nhà chúng ta yên, nhà chúng ta an toàn ha. Cho nó đơn giản cho mọi người về cái cách điều trị của hen và viêm mũi, nói nó hơi sâu sâu cho sợ, mốt điều trị là phải điều trị cái mũi luôn với cái hen chứ không có được để lại một cái nào hết. Dạ, dạ xin được cảm ơn bác sĩ Kim Nguyên rất là nhiều vì đã có những thông tin rất là bổ ích. Thưa quý vị khán giả kính mến, khi mà ông bà cha mẹ thì thường sẽ dạy con trẻ là đi thưa về trình, một lời chào thì luôn luôn là thể hiện một sự lễ phép. Thế nhưng mà khi mà trẻ có lời chào dị ứng thì thực sự lại là một điều không hay. Bởi vì từ đầu chương trình đến giờ đã có những thông tin rất là bổ ích, và với câu hỏi lần này thì được bác sĩ Kim Huyên đưa ra một vài những chi tiết nho nhỏ, thì hy vọng rằng là quý vị chúng ta có thể tóm gọn lại rồi sau đó là mình tự ghi nhớ để cung cấp thêm cho mình những kiến thức bổ ích. Làm sạch nhà cửa từ nhà ra tới cổng, từ cổng về nhà, và cả là chúng ta mở các cửa sổ thông thoáng khi cần thiết và vệ sinh những đồ dùng dụng cụ cá nhân cũng như là đồ chơi cho con trẻ một cách sạch sẽ tốt nhất để có thể bảo vệ được sức khỏe của mỗi bạn nhỏ quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ Kim Huyên, khép lại chương trình, một câu hỏi chắc có lẽ là một câu hỏi rất là quan trọng và cũng là một câu hỏi để chúng ta có thể chốt lại chương trình. Thì xin được hỏi bác sĩ là làm sao để các bậc phụ huynh có thể chăm sóc trẻ một cách tốt nhất khi mà trẻ bị hen, và đặc biệt là trong những ngày này cũng như là ở thành phố Hồ Chí Minh thì không khí cũng như là thời tiết thì thay đổi rất là thất thường, và đặc biệt là khi mà không khí bị ô nhiễm thì chúng ta chăm sóc trẻ như thế nào? Câu hỏi mang tầm cỡ quốc gia luôn rồi, là tại vì chúng ta phải biết bụi á, bụi nó là người ta gọi là chữ PM, nếu ai có đọc sách báo thì người ta sẽ ghi bằng chữ PM, chẳng qua người ta viết tắt từ một cái chữ tiếng Anh là particle, và người ta đo cái vector của cái đó, thì nếu nó là 2 micromet trở xuống thì người ta gọi là phân tử nhỏ. Mà micromet đó, nó là bằng 1/1000 của miligram. Rồi, tức là mình tính ra của cái chênh lệch, cho nên micromet nó sẽ là 1/1000 của milimet, là được chưa? Nên nó nhỏ tí tí tí, chúng ta phải nhìn bằng kính hiển vi thì chúng ta mới thấy được. Vì vậy cho nên những hạt bụi trong môi trường ô nhiễm của chúng ta, nếu đủ nhỏ cỡ đó, đặc biệt là mấy cái động cơ mà tạo ra những sản phẩm, thì nó sẽ chui vào trong phổi của mình, đi vào được mấy cái đường thở nhỏ đến tận phế nang. Và như vậy nó sẽ gây ra một nguy cơ vô cùng kinh khủng. Đầu tiên là viêm mũi và viêm luôn tới tận trong những cái phế quản nhỏ xíu trong tận cùng của cái phổi của chúng ta. Và luôn tới cái phế nang là nơi trao đổi oxy và khí carbonic. Thì như vậy thảm họa sẽ hiện diện hàng ngày từng phút một trên đường thở của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ che bằng khẩu trang để chúng ta tạm dịch, gọi là che chắn bớt. Nhưng thật sự ra mấy phân tử nhỏ này rất là khó nha quý vị. Cho nên cái chung tay là chúng ta chung tay làm sạch môi trường để mà chúng ta bớt đi cái sự ô nhiễm đó. Và người ta thấy rằng người ta đã làm nghiên cứu, khi một môi trường càng ô nhiễm thì tỷ lệ dân số mắc hen và viêm mũi dị ứng trong vòng vài năm sau đó tăng cao đến gấp đôi lận, thậm chí gấp ba. Huống hồ xứ của mình đi ra đường bụi nhìn được bằng mắt thường. Thì như vậy chúng ta phải chung tay cùng cộng đồng. Thứ hai nữa là chúng ta phải che mũi lại của các đứa nhỏ. Nói chuyện che mũi thì tôi cũng xin nhắc quý vị một câu. Tôi có phụ huynh khi đưa trẻ ra xe thì mẹ sẽ lấy một cái khẩu trang xong rồi che mặt, che khẩu trang lại cho con, tại vì chính phủ bảo phải mang khẩu trang. Nhưng quý vị nhớ cẩn thận, trẻ con dưới 2 tuổi mang khẩu trang không đúng cách là chuyện bình thường. Tại ổng mệt, ổng ngợp, ổng dở xuống rồi ổng gắn lên, rồi ổng dở xuống rồi ổng gắn lên. Thì như vậy thì cũng đâu có là chống nhiễm trùng gì được đâu, đúng không? Thứ hai nữa, cái mũi mấy bạn này cực nhỏ nên thở không có kịp khi mà chúng ta che bằng khẩu trang. Vì vậy cho nên hết sức cẩn thận trong cái chuyện mang khẩu trang cho trẻ nhỏ. Thậm chí rằng là
khi mà chúng ta mang khẩu trang cho mấy đứa nhỏ như vậy mà chúng ta lại chạy xe với tốc độ cao bằng xe Honda, thì gió thổi ngược chiều có một số đứa nhỏ bị ảnh hưởng luôn về cái thở không có kịp. Nên quý vị đừng để những cái tai nạn xảy ra vì mình không hiểu câu chuyện đó ha. Nên để ý mấy đứa nhỏ giùm tôi. Thứ hai nữa là mấy đứa sơ sinh á, dân gian mình, văn hóa người Việt Nam mình cũng có những cái hay lắm, nhưng có cái này là tôi không hiểu luôn đó. Tức là bà mẹ ẵm nha, xong lấy nguyên cái khăn trùm lên đứa nhỏ quấn lại, xong còn bà mẹ thì cứ việc lái xe về để mẹ ngoài đây còn con trùm trong này. Không nên nha, chúng ta phải thương con nha, phải chui chung với con ở trong cái khăn đó mình nhìn nó chứ ha, chứ đừng có che ảnh lại rồi ảnh nghẹt mũi ảnh gì trong đó làm sao. Cho nên là mình phải chui vô chung ảnh. Còn lái xe thì thí dụ nếu có thì có cái kiếng che ở đằng trước đó, để cản bớt gió đi, để mấy ảnh đừng có bị ngợp khi chúng ta chạy xe với tốc độ cao ha. Những cái điều nó rất là nhỏ nhưng mình chăm con mình phải hiểu, chứ mình đừng có bắt con nít nó phải hiểu mình nhớ mang khẩu trang rồi đè hàng nhỏ mang à, không đúng ha. Nên chúng ta phải hiểu được các đứa nhỏ, và như vậy thì chúng ta dạy trẻ cách mang khẩu trang, dạy trẻ cách rửa tay, và điều quan trọng là chúng ta đừng để cho mấy bạn này bị ngứa. Thì chúng tôi có những cái phương tiện. Thứ nhất là nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý là chuyện bình thường, ai cũng phải biết. Nếu có dịp với chương trình, chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện chăm sóc cái mũi. Rõ ràng cái mũi quan trọng, chúng ta phải chăm sóc ha. Cho nên một số bạn nhỏ bị viêm mũi lâu ngày sẽ mất luôn khứu giác, không thở được, không nghe được, không hửi được mùi. Mà chỉ cần chúng ta nhỏ mũi, thông thoáng mũi, không khí ùa vào, hạnh phúc lắm quý vị. Và như vậy đứa nhỏ chúng ta được thở, trong khi bình thường ảnh nín thở. Cho nên rất là tội nghiệp, nên chúng ta phải biết cách chăm sóc mũi. Thì mũi sẽ làm được đúng chức năng, và con mình sẽ có được những hơi thở dễ chịu, thơm tho, mà lại tràn đầy cái năng lượng vào trong cho cơ thể con một cách khỏe mạnh. Thì chúng ta phải biết chăm mũi. Còn giống như hèn, khi lâu dài mà bị nghẹt, bị viêm dai dẳng, thì các thầy thuốc sẽ sử dụng một loại thuốc xịt tại chỗ của mũi để mà làm chống viêm. Thì cái phần viêm mũi mà để mà khi trở nên dai dẳng thì chúng ta sẽ sử dụng một cái loại thuốc đặc biệt để làm giảm sưng viêm lâu dài. Thì cái này sẽ được bác sĩ tư vấn cẩn thận trên mỗi bạn nhỏ. Có một điều duy nhất tôi rất mong mỏi chương trình Alo Bác Sĩ dành cho quý vị khán giả thân yêu của tôi, mà đặc biệt là mấy ông thần nhỏ của tôi được hạnh phúc, đó là mấy bạn nhỏ khi nghẹt mũi, quý vị người lớn, quý vị có lỗ mũi to, quý vị có nghẹt mũi một chút, quý vị chịu được. Nhưng trẻ con lỗ mũi nó rất là nhỏ, nên khi nghẹt là cả một thảm họa. Và thảm họa đó không những cho đứa nhỏ, mà quý vị sẽ lập tức chạy ra ngoài tiệm thuốc và yêu cầu cái cô bán thuốc cho một cái loại để mà bớt nghẹt mũi. Thì hiện bây giờ trong các nhà thuốc có một số cái thuốc nhỏ vào thì em bé lập tức bớt nghẹt. Và quý vị sẽ xem đó là điều ngoạn mục thần kỳ. Nhưng quý vị có biết không, nếu cái thuốc nhỏ đó được sử dụng lâu dài hơn một tuần 10 ngày, hoặc sự lặp đi lặp lại lâu dài, thì cái mũi của chúng ta hoàn toàn sẽ mất chức năng, sẽ trở nên sưng phì đại, bất hồi phục. Và như vậy, một phương pháp cuối cùng là người thầy thuốc phải phẫu thuật cái mũi của đứa nhỏ. Hơn nữa, có một số loại thuốc để làm nghẹt mũi lại gây hạ huyết áp cấp thời, gây ảnh hưởng tới tính mạng của đứa nhỏ. Chúng tôi đã có từng phải ôm đứa nhỏ trong tay mà không hề biết rằng bà mẹ đã nhỏ cái thuốc đó cho đứa nhỏ, cho đến khi tụi tôi cảm nhận rằng là hình như giống như là sử dụng một cái loại gì mà gây ra co mạch ghê gớm, thì hỏi rất là khó khăn mới có được cái thông tin là bà mẹ vừa sử dụng xong cái thuốc nhỏ mũi. Tại vì
mọi người đâu có tưởng tượng là mình sử dụng cái đó nó gây ra như vậy. Đứa nhỏ lạnh ngắt luôn quý vị, tay chân lạnh ngắt, rồi bưng chạy tới bệnh viện, vã cả mồ hôi cả mẹ lẫn con, và có khi nguy hiểm đến tính mạng. Nên mong rằng những cái gì nhỏ vô mũi con phải có sự tư vấn của bác sĩ. Tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ cái gì để nhỏ vô mũi con mà cho rằng để giảm nghẹt mũi con một cách thần kỳ và lặp đi lặp lại thì gây nguy hiểm cho con không ngừng. Một điều tôi chỉ khuyên quý vị rằng thuốc có thể nhỏ vào trong mũi của con đó là nước muối sinh lý. Nếu có dịp chúng ta sẽ cùng nhau hiểu về cái câu chuyện chăm sóc mũi kỹ hơn. Nhưng cố gắng một điều đầu tiên là không nên đụng đến những cái loại thuốc đó. Và như vậy thì nó sẽ gây nguy hiểm cho con. Và tội nghiệp mấy anh nhỏ mình, nó chỉ biết đưa mặt cho mẹ nhỏ thôi chứ có biết gì đâu nha. Cho nên thì phải cố gắng một cái điều rất là đặc biệt đó. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Kim Huyên rất là nhiều vì đã có những thông tin chia sẻ rất là hữu ích gửi đến tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh đang có con nhỏ. Thưa quý vị khán giả kính mến, ở số phát sóng lần trước, cùng với bác sĩ Lê Vũ Tân thì Hiền Thục có chia sẻ với quý vị một điều, đó là ở cả thế giới 7 tỷ người này, làm sao để chúng ta có thể tìm được một người cùng mình đi đến cuối con đường là đã khó rồi. Khi chúng ta tìm được rồi thì chúng ta có cho mình những thiên thần bé nhỏ rất là thương con, rất là yêu con. Thế nhưng mà việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ như thế nào là đúng cách vẫn là một điều thực sự rất cần thiết. Bởi chỉ có thể chăm sóc đúng cách thì con mới có thể lớn lên một cách khỏe mạnh, lớn lên một cách an toàn trong tình yêu thương vô bờ bến của các bậc cha mẹ. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Mến chúc quý vị nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.